viên trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn và đồng đội Trung ương. Chúng tôi xin mời các đồng chí thường trực các tỉnh thành đoàn, thường trực hội đồng đội các tỉnh thành phố để cùng thiết lập ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đăng ký triển khai các chương trình bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trong dịp hè năm 2023. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chứng kiến và đăng ký triển khai các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em trong mùa hè 2023 của các tỉnh thành đoàn, hội đồng đội các tỉnh thành phố. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về các công trình phần việc hoạt động chăm lo hỗ trợ những gì sẽ được trung ương đoàn, hội đồng đội trung ương triển khai thực hiện trong dịp hè 2023. Rồi lúc này mới lên cái này đúng không? Rồi để em xin có làm cái này không? Đứng về màn hình để xem kết quả mà các tỉnh thành đoàn, hội đồng đội các tỉnh thành phố đã đăng ký thực hiện trong 3 tháng hè. Thì cái này sẽ là cái gì? Cái này đúng hả? À, rồi. Rồi cho phép hai. Rồi xong. Tiếp. Xin cảm ơn sự tham gia của tôi rất tích cực của các tổ chức đoàn, đội và các địa phương. Xin chúc cho những công trình phần việc thanh niên được đăng ký hôm nay sẽ mang đến cho các em thiếu nhi cả nước một mùa hè thật tươi vui, an toàn, bổ ích. Wow.
cái này cái nào 5 ngàn? Ăn với vợ mình sống với mình vậy. Yeah.
và ô tô thẳng. Thank you.
để chả vậy đó con. Đầu vô nè. Bo nè mẹ ơi nấu. Hãy
ta cho bạn xem.
không, nó dễ hiểu đúng không? Thank you.